Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tin Thi Thị. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Quý vị và các bạn ơi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào. Quý vị ơi, bây giờ thì cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện tâm sự được chia sẻ hàng ngày trên kênh. Sau đây thì xin gửi tới quý thính giả một câu chuyện cứ ngỡ như là chỉ có trên phim, ai dè ngoài đời thực. Chính cô dâu trong câu chuyện này còn ngỡ như một giấc mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc hôn nhân dài 2 ngày, đang ngồi đếm phong bì với mẹ chồng, nhận được tin chồng vào vai chú rể tại một đám cưới khác. Đầu tiên em tưởng nhìn nhầm hay là người giống người là chuyện bình thường. Ai ngờ lúc rau bạn ấy livestream, em chết đứng. Đúng là thằng chồng em mới cưới 2 ngày thật, cô vừa chia sẻ. Người ta thường than thở với nhau chuyện yêu đương bây giờ sao mà nhạt, hôn nhân của giới trẻ bây giờ sao mà ngắn. Nhưng ngắn tới mức này thì đúng là cười ra nước mắt thật sự. Mới đây một cô gái vừa lấy chồng được đúng 2 ngày, lên mạng chia sẻ câu chuyện của chính mình. Cô viết, nhục nhã quá mọi người ạ, em đang ngồi viết đơn ly hôn khi người ta vừa đến thu nốt bát đĩa rạp cưới ở nhà chồng em. Em và chồng ở ngay gần nhà nhau, cách nhau có cái mương. Hai đứa lớn lên với nhau từ bé, hai gia đình cũng quý mến nhau, nói chung là không có điều tiếng gì. Anh ấy bảo em là lên thành phố học sửa xe máy rồi về làng mở cửa hàng và làm đám cưới với em. Em chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày ấy. Thế mà người chồng em vẫn nghĩ là chịu khó hiền lành không trai gái gì, nó lại cắm cho em quả sưng ngay khi chưa cả lại mặt. Công việc đám cưới xong xuôi, em thì hùng hục dọn dẹp với bố mẹ chồng vì nhà vẫn còn nhiều thứ bừa bộn, họ hàng ở xa cũng chưa về hết. Nó bảo em là phải lên thành phố ngay có chút việc. Nó bảo người cầm tiền mà nó đặt đồ mở cửa hàng, nghe đồn vỡ nợ biến mất nên nó phải giải quyết luôn. Lý do ấy thì ai mà cản được. Cả nhà lo sốt vó còn không dám gọi điện hỏi tình hình ra làm sao, sợ nó buồn lại nghĩ ngợi. Đến đoạn này mới đầu này, em đang ngồi đếm phong bì với mẹ chồng thì con bạn em gọi giật đùng đùng lên. Nó bảo bạn của nó vừa đăng ảnh đi đám cưới mà chú rể không ai khác chính là thằng chồng em. Em thì chẳng quen biết gì với cái bạn nhân chứng kia, cho nên muốn biết thông tin gì đều phải hỏi qua đứa bạn mình. Cảm giác ngồi chờ đợi để nó truyền từng cái ảnh về thật là khổ sở. Đầu tiên em tưởng là nhìn nhầm hoặc là người giống người là chuyện bình thường. Ai ngờ lúc sau bạn ấy livestream mà em chết đứng. Đúng là thằng chồng em mới cưới 2 ngày thật. Em lồng lộn gọi điện cho nó, không được. Em mang ngay ảnh cho bố mẹ chồng em xem mà bố mẹ em còn loạn hết cả huyết áp. Cuối cùng thì nó cũng vác cái mặt về. Nó thề thốt, giải thích. Nó bảo chẳng may làm con kia mang chữa, mà gia đình nhà ta lại nặng danh dự. Con bé kia hứa là chỉ cần nó đóng tốt vai chú rể thì bố mẹ nó sẽ cho một số tiền về quê coi như là có mối quan hệ này không tồn tại. Mà đứa bé trong bụng cô dâu là con của chồng em nhé. Chính nó thừa nhận. Thật em không thể hiểu nổi nó nghĩ cái gì. Nó tưởng đây là vai diễn, diễn xong nhận cắt xê đi về đấy. Mới yêu mà nó phản bội em như thế này rồi. Còn con nó nữa chứ. Kiểu gì sau này vẫn cứ là con nó. Em quyết rồi. Không thể nào sống được với người chồng như thế này được. Các chị bảo em làm thế này có quá vội vàng hay không? Câu chuyện của cô vừa trên quả thật là vô cùng éo le. Khi những dự định về cuộc sống mới đang nhen nhóm hạnh phúc tình yêu vừa chớm nở, đã nhận được một quả đắng đau đớn. Rất là nhiều người đã an ủi cô ấy, cũng nhiều người cho rằng đây là một sự may mắn. Vì sao thì cô ấy tổ chức đám cưới, đã đăng ký kết hôn nhưng hai người chưa có con cái gì, chưa có sự ràng buộc và có thể bắt đầu lại từ bây giờ, điều đó chưa quá muộn. Bên cạnh đó cũng có người khuyên cô gái là nên tha thứ vì chồng mình chỉ gặp sự cố ngoài ý muốn. Nhưng mà thì cũng nghĩ là chúng ta dù sao cũng là người ngoài cuộc, chỉ nghe được câu chuyện từ một phía của cô dâu. Và làm như thế nào để tốt nhất cho cô ấy thì chỉ có lẽ một mình cô ấy biết. Nhưng với một người đàn ông từng phản bội, lại không có gan đối mặt và không có khả năng chịu trách nhiệm với chính lỗi lầm của mình, thì phụ nữ cũng chẳng nên tin tưởng mà chừa dẫm vào làm gì. Đúng là trong cuộc sống này có những trường hợp éo le mà chúng ta nghĩ còn ly kỳ hơn cả trong phim. Trong câu chuyện của cô gái trên thì kết thúc tại đây có lẽ là một phương pháp tốt nhất cho rất nhiều người. Cô gái, người chồng và cô vợ bầu kia cũng như đứa bé trong bụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy để lại cảm nhận của mình bằng cách comment phía bên dưới. Bây giờ thì chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để chúng ta
xem tiếp những thông tin hay hơn. Và nếu như chưa đăng ký nhận tin thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình nha quý vị. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.